Quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, các món ăn trong ngày Tết thường có quá nhiều dầu mỡ, lại chế biến chủ yếu từ thịt heo, gà, bò, dễ khiến cho bạn bị dư thừa chất đạm, chất béo, dẫn đến cảm giác chán ăn. Thay đổi thực đơn hàng ngày với các món ăn đơn giản dễ làm dưới đây sẽ giúp gia đình bạn lấy lại cảm giác ngon miệng sau Tết. Thông tin có tại trang Dân trí và trang tin tức 24 giờ. Canh chua. Canh chua là một món ăn quen thuộc đối với người dân Việt Nam, với nguyên liệu đơn giản dễ chế biến như trái thơm, giá đỗ, đậu bắp, cà chua, bạc hà và nấu với các loại cá như cá diêu hồng, cá lóc, được ướp và chế biến đúng cách sẽ tạo nên hương vị ngọt đậm đà, chua chua, rất phù hợp với vị giác của người Việt và là món ăn chống ngán ngày Tết bổ dưỡng, thêm vào làm phong phú bữa ăn gia đình và mang theo phong vị dân tộc. Các món canh rau. Để gỡ rối cho việc suy nghĩ những món ăn sau Tết, các món canh rau là sự lựa chọn không thể bỏ qua bởi rau rất đa dạng, lành tính, giải nhiệt và có giá trị dinh dưỡng cao. Thay vì lựa chọn các món thịt thà dầu đạm, hãy lựa chọn một tô canh rau dền nấu tôm mát mẻ, dễ ăn, đặc biệt lợi cho tiêu hóa. Các loại rau phổ biến có thể sáng tạo nấu với tôm, nghêu, thịt xay như rau mùng tơi, rau dền, rau đay, rau muống, rau cải. Bên cạnh đó có thể làm phong phú hơn bằng những loại rau củ như là cà rốt, khoai tây, củ dền, súp lơ, bầu bí. Chắc hẳn đây là món ăn giải ngấy sau Tết hiệu quả. Salad các loại. Nếu các món canh nấu chín thì salad chỉ cần trộn là có thể ăn ngay. Đây là món khoái khẩu của đa phần chị em do salad không những là món chống ngán ngày Tết mà còn có những dưỡng chất giúp làm đẹp da, giảm cân, giữ dáng hiệu quả. Salad còn là món ăn sau Tết phù hợp với kinh tế vì chỉ cần chọn những loại rau sống ưa thích, rau thơm vị truyền thống trộn đều với nước sốt. Nước sốt có thể tự pha chế hoặc mua sẵn ở cửa hàng, trộn thấm vị là có thể dùng được ngay. Vị của nước sốt chua chua ngọt ngọt kèm với rau rất kích thích vị giác và không gây ngán. Rau xanh luộc. Trong những ngày Tết, bạn đã ăn thỏa thích những món ngon rất dễ gây chướng bụng, đầy bụng, tiêu hóa kém, thì các món rau củ dầu xơ sẽ giải quyết điều này cho bạn. Rau luộc sẽ giúp bạn bổ sung chất xơ để giúp cải thiện chức năng tiêu hóa. Hơn nữa, rau luộc là món ăn giải ngấy sau Tết, kích thích thèm ăn và cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể. Lựa chọn mua các loại rau củ tươi ngon, đảm bảo an toàn theo sở thích như rau muống, rau cải các loại, đậu bắp, súp lơ, trái bí, trái bầu, trộn với dầu giấm, chấm kho quẹt hoặc pha một chén nước mắm tỏi ớt cho món ăn đậm vị hơn, giúp ăn ngon miệng hơn và ổn định sức khỏe cho gia đình. Gỏi cuốn. Gỏi cuốn ghi điểm cộng là món ăn sau Tết hấp dẫn được lựa chọn nhiều vì đây là món có thể ăn no, kết hợp nhiều loại nguyên liệu, đầy đủ dinh dưỡng trong một cuốn bao gồm rau xanh, thịt luộc, tôm, tai heo, cây hẹ, bún. Có thể cuốn sẵn hoặc bày các nguyên liệu ra đĩa, khi ăn, mỗi người sẽ tự làm cho mình một cuốn theo ý thích. Nước chấm cũng là một phần quan trọng và nước chấm ngon thì món gỏi cuốn không những không ngán mà còn trở thành món khoái khẩu sau Tết. Gỏi cuốn thích hợp ăn với gia đình bạn bè vừa cuốn vừa trò chuyện tán gẫu. Bún ốc. Bún ốc là món ngon được các bà các chị rất thích. Quán bún ốc có thể tìm thấy ở bất cứ ngõ nào. Linh hồn của món bún ốc chính là nước dùng, được gọi là canh ốc ngọt mát, thơm dịu, độ mặn vừa, thơm lừng của gừng và chút cay của ớt. Ốc rêu khe đá là loại ốc ngon, được chế biến tỉ mỉ, vừa béo vừa giòn, được hấp cách thủy nên đặc biệt không có vị tanh. Thêm một lượng bún tươi mềm dai từ gạo tẻ 100% vừa đủ và nhất định phải có rau thơm thì bún ốc mới thực sự đạt đến độ ngon tuyệt đỉnh. Một tô bún ốc giòn giòn ngọt ngọt giải cứu vị giác sau Tết hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, mẹo giảm cân hiệu quả sau Tết sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.